Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vương Đình Huệ và Võ Văn Thưởng đang ngầm chiến với nhau. Ông Trọng đã diệt cánh miền Nam ở đại hội lần thứ 13, tuy nhiên trong tay ông Trọng lại không hề thiếu người miền Nam. Đấy là điều người ta khó hiểu với ông Tổng Bí Thư hiện nay. Hiện tại miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị thì ít nhất là 2 trong đó là trợ thủ đắc lực của ông Tổng Bí Thư. Đó chính là ông Nguyễn Văn Nên và Võ Văn Thưởng. Trong đó, Nguyễn Văn Nên được bổ về địa phương thì Võ Văn Thưởng được ông Tổng giữ lại để sát cánh cùng ông lo những việc lớn trong ban bí thư. Bắt đầu từ cuộc họp Quân ủy Trung ương vào ngày 22 tháng 8 tại Hà Nội, kỳ họp này mục đích là triển khai thực hiện nghị quyết số 08 của Trung ương vào ngày 26 tháng 1 năm 2022 của Bộ Chính trị khóa 13 về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Đây tức là nghị quyết số 08. Kỳ họp này, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chiếm diễn đàn khi vắng bóng ông Tổng Bí Thư kiêm Bí Thư Quân ủy Trung ương. Đây là hình ảnh ông Vương Đình Huệ là người được cho rằng thuộc phe ông Tổng. Đáng chú ý là tại kỳ họp có sự tham dự của ông Võ Văn Thưởng. Tuy ông Võ Văn Thưởng chỉ là quan sát nhưng nhiều người rất quan tâm đến sự có mặt này bởi có vẻ như ông Tổng Bí Thư đang cố nhường những nhiệm vụ quan trọng của ông cho người phó của ông trong ban bí thư là Võ Văn Thưởng. Cũng có người nhận xét Võ Văn Thưởng đang đứng dưới cái bóng quá lớn của ông Tổng Bí Thư nên ông Thưởng đã bị che khuất đi. Điều đó đúng, bởi ngay cả thế lực mạnh thứ nhì hiện nay là thế lực Thủ tướng Phạm Minh Chính còn chưa thể bì được với thế của ông Tổng thì ông Võ Văn Thưởng không thể nào ngoi lên nếu ông Tổng không dìu dắt. Tuy ông Thưởng không đạt tiêu chuẩn là người miền Nam có lý luận nhưng ông Thưởng được đánh giá là người dễ bảo nên được ông Tổng trọng dụng và đó là một lợi thế. Vị trí thường trực ban bí thư chưa bao giờ đứng ngoài cuộc ở cuộc đua vào chiếc ghế cao nhất của đảng. Vì thế không thể loại trừ ông Võ Văn Thưởng ra khỏi cuộc đua giành ghế tổng bí thư. Hiện nay có ít nhất có 2 người của ông Tổng đang nhắm cho chiếc ghế của ông. Đó chính là Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ. Cũng hiện tại ông Huệ có lợi thế hơn rất nhiều. Tuy nhiên chặng đua đường còn rất dài, chưa biết ai sẽ là người thắng thế cuối cùng. Mặc dù ông Võ Văn Thưởng không phải là người miền Bắc có lý luận. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng bên cạnh ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thực ra ông Vương Đình Huệ là người Nghệ An, ông là người miền Trung chứ không phải là miền Bắc. Nếu xét về điều kiện người Bắc có lý luận thì chưa chắc gì ông Vương Đình Huệ chiếm ưu thế. Về tiếng nói, ông Huệ nói tiếng gần giống với người Bắc, nhưng đó chưa chắc gì là lợi thế của ông. Ông Huệ là người có tham vọng mãnh liệt, tham vọng lớn đến mức ông đấu ra mặt với ông Thủ tướng. Trong khi đó thì Võ Văn Thưởng âm thầm hơn, gần gũi với ông Tổng hơn và tỏ ra là người dễ bảo hơn. Tuy bề ngoài là vậy, nhưng ông Thưởng đã tránh được những đòn đánh của ông Tổng nhắm vào giới Cộng sản miền Nam và thậm chí còn trở thành người thân cận của ông Tổng thì không thể xem thường ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng có cách để né tránh những đòn đấu hiểm ác. Đấy là những gì người ta có thể quan sát được. Như vậy hiện nay ông Vương Đình Huệ đang có đối thủ ngay cả người cùng nhóm lợi ích của ông Tổng, chứ không phải chỉ là đối thủ ở bên ngoài nhóm này. Nếu ông Tổng còn chiếm vị trí độc tôn cho đến hết nhiệm kỳ thì chưa biết ông sẽ nhường ngôi cho ai. Võ Văn Thưởng thì không tỉ vết tham nhũng, không ồn ào, đấy là lợi thế. Bởi ông Thưởng còn trẻ mà vượt qua nhiều đối thủ chính trị đã vươn lên thành người thân cận của ông Tổng thì điều đó cho thấy ông Thưởng có cách của ông ta. Đây là hình ảnh ông Võ Văn Thưởng thay mặt ông Nguyễn Phú Trọng họp Quân ủy Trung ương. Mới đây nhất ông Vương Đình Huệ đã để lộ vết đen. Đó là vụ việc con gái đi du học tại Mỹ rất tốn kém, vốn nguồn tiền không rõ nguồn gốc. Tuy nhiên với ông Thưởng thì cho tới nay vẫn chưa có tỉ vết gì và điều đó đem lại lợi ích không nhỏ. Ông Huệ và ông Thưởng nhìn bên ngoài không ồn ào nhưng bên trong đang cạnh tranh và ai thắng chỉ có thể là thời gian tới đây sẽ trả lời. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin ông chủ tịch bị chiếm quyền, ai đã đẩy ông chủ tịch Phúc ra xa ghế, ngày thay thế đã điểm. Cứ mỗi ngày đến dịp lễ của chính quyền Đảng Cộng sản Việt Nam thì vai trò của ông chủ tịch nước thường nhắc đến, đó là những chữ ký đặc xá cho phạm nhân. Ngày quốc khánh của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ngày lễ lớn của chế độ.
Nhân dịp ngày lễ này, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định đặc xá cho hơn 2.400 phạm nhân. Cụ thể là 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù. Một người đang được hoãn chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện. Đây là hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tham gia kỷ niệm Quốc Khánh, ông Trần Thanh Mẫn giám sát. Công bố quyết định vào ngày 31 tháng 8, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại buổi họp báo, ông Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cho biết đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội. Cũng hoạt động nhân dịp ngày lễ mùng 2 tháng 9, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng tại lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những gì ông Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước đã tham gia. Và truyền thống lâu nay, công bố quyết định đặc xá là quyền hạn của Phủ Chủ tịch, không liên quan gì đến bên chính phủ. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên là sáng ngày 1 tháng 9, tại trại giam Vĩnh Quang thuộc Cục C10 Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 cho 71 phạm nhân, trong đó có 5 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài đang thụ án tại đây. Điều đáng ngạc nhiên là Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh lại đến tham dự lễ đặc xá như vai trò của ông Chủ tịch nước. Ông Phạm Bình Minh đã phát biểu đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, nhưng với những gì đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, những người được đặc xá lần này sẽ thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng cuộc sống ổn định, gia đình đầm ấm và dứt khoát không tái phạm tội. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc ký đặc xá. Nhiều người đã đặt câu hỏi nếu ông Chủ tịch nước bận thì bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt. Nếu bà Võ Thị Ánh Xuân cũng bận thì Văn phòng Chủ tịch nước cử người đến tham dự, chứ tại sao một ông Phó Thủ tướng bên chính phủ lại làm thay công việc của bên Chủ tịch nước được? Điều này được nhiều người cho là bất bình thường. Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính trị, tham vọng của ông là vào tứ trụ, đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy được. Hiện nay ông Phạm Bình Minh được 63 tuổi, đến Đại hội 14 ông sẽ 66 tuổi. Nếu không vào được tứ trụ giữa nhiệm kỳ thì ông sẽ phải hưu theo tuổi. Và lại, kỳ họp Bộ Chính trị ngày 14 tháng 7 vừa qua cũng đã xác định trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh với vụ án chuyến bay giải cứu. Nếu xét về tuổi, xét về lý lịch đảng, ông Phạm Bình Minh đều rơi vào trường hợp về nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ. Đây là hình ảnh ông Phạm Bình Minh công bố lệnh đặc xá. Việc đá lận sân như thế này được nhiều người đánh giá là ông Phạm Bình Minh đang cố tranh giành chiếc ghế Chủ tịch nước của Nguyễn Xuân Phúc vào thời gian tới. Trong tình thế như hiện nay, ông Phúc bị vết đen do vợ làm ăn với Việt Á, nên cũng rất có thể vào kỳ hội nghị Trung ương 6, Bộ Chính trị sẽ xem xét chiếc ghế Chủ tịch nước về tay ai. Nói tóm lại, việc lấn sân này là rất bất thường, làm nhiều người nghi ngờ là trong tứ trụ sắp có sự thay đổi nhân sự quan trọng. Mà ghế yếu nhất hiện nay đó là chiếc ghế Chủ tịch nước đang cần phải thay thế cũng không phải là không có khả năng và cơ hội cho những người khác. Hội nghị Trung ương 6 chỉ còn chừng hơn một tháng nữa là diễn ra. Kết quả như thế nào? Chúng ta hãy cùng chờ xem.